gì ăn. Cô ơi, làm sao cháu nhờ cô nhìn cô ơi. Rồi, nhìn anh nè. Đây. À, ba này lại những kiểu nữa này, 1 2 3 này. Chưa được các bạn ơi. I'm going on the uncle's builders. I'm going to builders' bay. Đây đây đấy, ngồi bốc kẹp lại. Đây đây đấy. Đúng rồi. Kẹp đi sao nhau? Không có xe. Không có khoái. Không có khoái. Thấy chưa? So we're now going to get the bride. I'm riding on the back of somebody else's bike. I couldn't find the key of my bike. Loads of bikes. Hello, hey. I'm just saying, sorry, I'm 95 kilograms and he's struggling to move on his motorbike. But most people are in suits, trousers, and I'm in jeans. Bloody hell. Nightmare. A bit of a view on the way. I'm a bit heavy for his bike. So I'm swapping bikes because he's struggling. She's probably half my weight, about 40 kilograms, 45 kilograms. So. I think the cows are going to the wedding. Hey, come on. Yeah. Thank you.
trước là quay không? Hả? Đi trước là quay không? À, chưa. Đã đi sau? Đi chưa hả? Đi lên cái này nhá. À. Đi trước là quay. This guy's wedding last month. Hello. Hả? Còn báo nhà gái. Chút lâu mình báo. Đó. Để chút nó bật cửa ra. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ê, xuống xuống. Đi vào đi. Big procession. Coming in force, biker gang. Handsome. Very handsome. Knock, hey! Knock, hey! Knock! Hey! It's my nephew. Hey! I like the driver's putting effort in for his attire. Hết chưa? Nhà mình hết chưa? Vào đi, vào đi. Đi. Vào đi. Okay. We're on the way. Woo! Copyright's coming up. Chúng ta có thể chứng kiến lễ hô quy của đôi bạn trẻ Đỗ Hiền, Moji chẳng ít phút nữa.
bác xin được đi chuyển lại từ phía xa đến tới bộ phận lễ tân. Chúng ta đã được chọn mặt gửi bằng nhờ ngày quý vị cùng nhanh chóng trở ra triển khai trồng trà thuốc nước để chuyên tới tình cảm các vị đại biểu tân khách đã trở về chúc mừng chào hạnh phúc của hai em, chúc mừng cùng với niềm vui đại hỷ của gia đình. Mời nước mời châu cùng trao đổi những câu chuyện vui trong ngày đại hỷ và cho phép tôi bắt đầu lễ vu quy của đôi bạn trẻ bằng một câu chuyện tình yêu. Kính thưa quý vị, các cụ ta có câu trai khôn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Đỗ Hiên và Ngô Duy của chúng ta đều là những chàng trai cô gái đã có đủ tuổi, đủ bản lĩnh, đủ lập trường để có thể tự quyết định cho mình một cuộc sống. Nhận thức được vấn đề đó thì Ngô Duy đã mạnh dạn xin phép gia đình lên đường đi tìm hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, và Đỗ Hiên, Ngô Duy của chúng ta cũng có cơ duyên được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nam Định, nơi đất vua Trần rạng rỡ với non sông. Qua quá trình học tập, lao động và công tác thì hai em của chúng ta đã có cơ duyên được quen biết nhau và cũng bắt đầu bằng một tình bạn đẹp. Khi hai con tim đã cùng chung một nhịp đập, hai tâm hồn có cùng chung sự đồng cảm thì hai em quyết định tiến tới tình yêu. Kính thưa quý vị, và sau một thời gian tìm hiểu không phải là quá ngắn cũng không phải là quá dài, được sự đồng ý của đôi bên gia đình, được sự vun vén của đôi bên dòng họ, được sự chứng nhận của đôi bên cơ quan pháp lý nhà nước thì trong đến giờ phút này hai em của chúng ta đã chính thức hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và được đôi bên gia đình lựa chọn ngày lành tháng tốt là ngày hôm nay 14 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 12 tháng 12 năm Tân Sửu để chính thức tiến hành lễ vu quy cũng như lễ thành hôn kết duyên cho đôi bạn trẻ. Vâng, có lẽ giờ này cũng không để quý vị phải đợi chờ lâu hơn nữa. Trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy cùng mời nước mời châu, cùng hướng ánh nhìn của mình về khu vực sân khấu. Hãy nổ một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để lễ vu quy chính thức được bắt đầu. Xin con ra hay không phong cho con khôn lớn trưởng thành và việc dạy bảo gả chồng cho con đó không chỉ là trách nhiệm, đó còn là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm cha làm mẹ. Giờ này chắc hẳn các đấng sinh thành đang vui mừng khôn xiết, vui mừng vì các con đã tìm được nửa hạnh phúc của cuộc đời mình cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nhưng chắc hẳn cũng không thể tránh khỏi những điều lo lắng. Lo lắng vì các con tuy đã đủ tuổi nhưng liệu đã đủ chín chắn để làm trọn đạo dâu hiền dề thảo hay chưa. Ngày hôm nay chứng kiến lễ vu quy của đôi bạn trẻ có sự hiện diện của đầy đủ các cụ ông, cụ bà, các bậc cao niên, bà con cô dì chú bác, anh chị em, bạn bè, nam nữ, thanh niên, trước sự chứng kiến của quan
bốn họ. Ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho quan viên họ nhà trai. Trân trọng kính mời bác sẽ trở lên khu vực sân khấu có đôi lời phát biểu cảm ơn chính thức thay mặt cho gia đình họ nhà trai dâng phần lễ xin dâu tới tổ tiên dòng tộc cũng như gia đình họ nhà gái, và xin được đón cô dâu Đỗ Hiên trở về làm dâu con của gia đình. Trân trọng kính mời. Groom's uncle. Hello. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới lời chào trân trọng nhất với tất cả mọi người. Hôm nay là ngày vui của các cháu và cũng là ngày cho cháu đã trưởng thành. Các cụ có câu là trai khôn thì dừng vợ, gái ngoan gả chồng. Cháu Duy đã làm tròn được nhiệm vụ đó và cháu Hiên cũng làm tròn được nhiệm vụ đó. Thì hôm nay gia đình nhóm Thoa và gia đình nhóm Hạnh cũng tác thành cùng với hai họ để dựng lên một cái buổi vi cu, vi cu để cho các cháu trở thành đôi đương nguyên về sống với gia đình hạnh phúc và mái nhà gọi là tình ái. Vâng, thì gia đình chúng tôi cũng xin phép để gọi là đón cháu về làm dâu con trong gia đình. Vâng, xin thay mặt cho gia đình nhóm Thoa có một lời trân trọng cảm ơn và xin chào các cụ. Thưa quý vị, chúng ta vừa được đến với những lời phát biểu, những chia sẻ rất là ngắn gọn nhưng vô cùng xúc tích chân thành đến từ vị đại biểu đại diện cho quan viên họ nhà trai. Bác không quên gửi lời cảm ơn tới tình cảm của toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay bác cũng chính thức thay mặt cho gia đình họ nhà trai dâng phần lễ xin dâu tới tổ tiên dòng tộc cũng như gia đình họ nhà gái, và xin phép được đón cô dâu Đỗ Hiên trở về làm dâu con của gia đình họ nhà trai. Thật đúng là thông xác thì như ruộng liền bờ, mà ông mong được rể còn bà thì chờ có dâu. Họ trai phát biểu đôi câu tuy rằng ngắn gọn nhưng sâu nghĩa tình, để đáp từ, để cảm ơn tới tình cảm của toàn thể quý vị, và cũng chính thức thay mặt cho gia đình họ nhà gái tiếp nhận phần lễ xin dâu cho cô dâu Đỗ Hiên trở về làm dâu con của gia đình họ nhà trai. Ngay sau đây xin được trình trọng giới thiệu sự hiện diện của vị đại biểu đại diện cho quan viên họ nhà gái trên sân khấu. Trân trọng kính mời bác sẽ hiện diện có đôi lời phát biểu cảm ơn tiếp nhận phần lễ xin dâu và cho cô dâu Đỗ Hiên trở về làm dâu con của gia đình họ nhà trai. Trân trọng kính mời lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho quan viên họ nhà gái. This guy is actually my brother-in-law's uncle. Báo cáo với cụ Hoàng Lai, trong thời gian hai cháu tìm hiểu và sự nhất trí của gia đình, hai bên họ nhà trai và nhà gái và được chính quyền hai địa phương đã nhất trí cho các cháu xây dựng với nhau. Hôm nay họ nhà trai đã làm các cái lễ nghi sang họ nhà gái chúng tôi. Đến nay là giờ phút cuối cùng là cái lễ xin dâu. Tôi xin chấp nhận cái lễ xin dâu và cũng là thay mặt cho dòng họ chúng tôi là xin trao cháu Hiên cho họ nhà trai về làm dâu con họ nhà trai. Bên đó thì tôi không nói gì hơn, trong khi tiếp đón các cô họ nhà trai không khỏi tránh là kiếm huyết, cho nên là xin là các vị được lượng thứ và cũng là chuẩn bị bước sang năm mới. Tôi thay mặt cho dòng họ chúng tôi xin chúc hội hôn của các cụ cao niên quan viên bốn họ mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi của vị đại biểu đại diện cho quan viên họ nhà gái. Kính thưa quý vị, bác cũng thay mặt cho gia đình họ nhà gái trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện, tới tình cảm quý báu của toàn thể quý vị. Và chính sự hiện diện của quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay đã làm cho niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi bên gia đình được nhân lên gấp bội phần. Và ngày hôm nay thì bác đặc biệt vui mừng chính thức được thay mặt gia đình họ nhà gái tiếp nhận phần lễ xin dâu cho cô dâu Đỗ Hiên, kể từ ngày hôm nay chính thức trở thành vợ của cô Duy, chính thức trở thành dâu con của gia đình họ nhà trai. Và để tiếp theo chương trình đảm bảo theo đúng như phong tục tập quán của quê hương cũng như là truyền thống của dân tộc Việt Nam, thì ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn trên sân khấu. Hai bác sẽ hiện diện trên sân khấu để cùng chung tay thực hiện nghi thức trao và nhận lễ xin dâu trước sự chứng kiến của quan viên bốn họ trong niềm vui hoan hỉ của tất cả mọi người. Trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà trai dâng lên tổ tiên dòng tộc cũng như gia đình họ nhà gái. Và phần lễ xin dâu xin được di chuyển vào phía trong tư gia của gia đình. Kính thưa quý vị, họ trai thì cũng đã phát biểu rồi, mà họ gái thì cũng đã có đôi lời chào dâu. Và giờ này chú rể Ngô Duy Đông, em có thể chính thức trở vào phía trong tư gia của gia đình, đón cô dâu xinh đẹp Đỗ Hiên trở ra trước bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang thơm làm lễ bái tổ tiên. Và sau đó hai em sẽ cùng trở ra khu vực hồ trường chính. Đường về hai thôn, chào chào kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
pray the Buddha altar.
quý báu của toàn thể quý vị. Những ánh mắt, những nụ cười, những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt, những lời chúc mừng thật là tốt đẹp của toàn thể quý vị sẽ đồng hành cùng với hạnh phúc của hai em. Và ngay sau đây thì hai em lại được tiếp tục đón nhận những món quà bằng vật chất đến từ những người thân trong gia đình của mình. Những món quà bằng vật chất trước tiên để làm kỷ niệm, sau đó là một chút vốn liếng để cho các em có được điều kiện, có được cơ hội làm ăn để duy trì cuộc sống hạnh phúc sau này. Và để mở đầu cho chương trình trao quà chúc mừng hạnh phúc, ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bố mẹ cô dâu Đỗ Hiên. Ngày vui hạnh phúc của hai con thì bố mẹ cũng có những món quà nhỏ để dành tặng chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Ngày vui hạnh phúc của hai con, bố mẹ không phải là người giàu có nhưng cũng đã chắc chịu dành dùm được chút ít để dành tặng. Bố mẹ mong muốn rằng trong tổ ấm hạnh phúc của hai con không chỉ có tình yêu thương các con dành cho nhau mà cần có một nền kinh tế vững chắc. Bố mẹ mong muốn rằng ngày hôm nay món quà nhỏ của bố mẹ chỉ là một qua sự cận vợ cận chồng tất biển đông cũng cạn của hai con thì ngày mai nó sẽ trở thành 10, ngày kia nó sẽ trở thành 100, ngày kia nó sẽ trở thành 1.000. Bố mẹ chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Thay lời cho hai con Hiên Duy, chân trọng cảm ơn tình cảm của bố mẹ rất nhiều. Kính chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, chúc cho gia đình ta mãi mãi hạnh phúc như vậy. Hôm nay từng xa đăng ký anh vẫn đâu làm cho tim mang như những cơn gợn nhẹ nhàng tại để trong tay bởi vì anh xin như đến đây đôi mắt luôn mong như là một câu xin thôi như anh đã vay đầu sân khấu có đôi lời phát biểu xin được đón cô dâu Đỗ Hiên trở về ô trên của gia đình. Trân trọng kính mời bác. Vâng, để xin thưa các cụ là người ta thường nói là một năm có một ngày, một ngày thì có một giờ, lại có một phút. Thế bây giờ là đến giờ đón dâu thì tôi cũng xin phép thay mặt cho gia đình đóng kho và trưởng đoàn xin được nhận cô dâu từ phía bên Đông Thạnh và các cụ thì xin cũng chúc các cụ một mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và cũng là xin cảm ơn các cụ là đón tiếp họ đoàn nhà trai chúng tôi là quá hết sức nhiệt tình, quá tuyệt vời thì cũng xin là cảm ơn cái lòng của tốt của gia đình nhà gái thì bây giờ là đến giờ vui vui là đến giờ gọi là bằng học để đón cháu Hiên về làm dâu trong gia đình. Vâng, xin phép mời các cụ của bên nhà gái cũng là nhà trai là sang phòng cưới của nhà trai chúng tôi để làm lễ vu quy và đồng thời là cho các cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành kính mời và kính mời. Vâng, thưa quý vị và giờ đẹp giờ lành cũng đã chính thức điểm.
Quý nhà xin phép được mượn lại những lời phát biểu vừa rồi của vị đại biểu đại diện cho quan viên họ nhà trai để lắng cho sân khấu chính thức khép lại lễ bùa quy của đôi bạn trẻ Đỗ Hiền Ngô Duy trong buổi sáng ngày hôm nay, và xin phép được đỡ lời cho gia đình họ nhà trai. Xin trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng theo chân phái đoàn họ nhà trai trở về với ông trưởng của gia đình họ nhà trai dự lễ thành hôn. Chúc mừng chào hạnh phúc của Đỗ Hiền và Ngô Duy. Những người thực hiện chương trình xin được chúc cho chú rể và cô dâu cho gia đình viên mãn toàn đầu mấy đôi vô thê. Chúc chương trình tương giao giữa đôi bên gia đình trọn năm keo sơn bền chặt. Chúc cho phái đoàn đưa vào đó cô dâu trên đường thượng lộ bình an. Hai vợ chồng nhìn anh ạ. Một, rẻ ơi, chúng anh rẻ ơi. Hai, ba, lại cho kiểu thứ hai. Rẻ ơi, nhìn anh rẻ ơi. Hai, ba, này, bây giờ này cô dâu. Ngã hẳn vào. Rồi, ok, rẻ. Đâu rẻ, nhìn anh này, nhìn anh, nhìn anh. Không đi được. Anh ạ, hai, ba, này lại kiểu nữa anh ạ. Hai, ba, này rồi, ok, bật xe đi vậy. Right, right, okay. Đi trước đây à? Đây. Đi trước à? Mình đi trước à? Đi trước à? Đi trước à? Đi trước à? Hả? Quay nhá. Đi trước. Chờ. Quay à? Quay à? Quay à? Quay đây đây. Quay à? Đi đâu về đấy? À nói cháu à? Ôi trời ơi. Ha ha ha.
ok, không sao. Không sao ấy. Vâng. Mình cứ dừng điểm để đi đoạn quay đúng không? Đây dừng điểm này. Okay, so hey, my driver, my builder. Thank you. So we're on the way back now. We've basically, the groom has taken the bride, dragged her on his shoulders, and he's taken her back to his house now. So now we're going to have a party, another one, with food, lots of food, beer, and rice wine, possibly. Car's coming. At least I'm not riding my bike. Cứ quay ra tiền ra đây. Vâng. Máu đây. Nước cái gì? Nhà mình nhỉ? Yeah, a unique look at the bride and groom's car. Nobody else gets this. At least it's not raining today. It rained yesterday for the start of the party. Well, somebody's having to turn around. They realise they're not getting down here with all this lot. He's a comical one, my driver. Đứng giữa cầu quay nhá. Quay, quay. Có đứng giữa cầu không? Ok. Quay đi chậm nhá. Vâng. Quay đi. Không sao, không sao. Không sao. Vâng. Quay đi, quay đi. Quay cả đi. Ngon chưa? Ok. Thế nó mới xuống. Ok, không sao nữa. Quay phim ở nhà. Vâng. Quay xe ở nhà. Uống rượu. Đó. Ok. So we're just heading just into the village. It's not far. It's only a few couple of kilometers really. Just over the river into the other commune, which I was kicked out of a few months ago by the police. Told me to go home. That was when I was practicing for the marathon. So now we're back in our commune, back in our village. Being followed by everyone, loads of bikes. And now we're going to start the party. I think the car will go down.
xe đi đây đấy. Bạc Hồ. Hello. So we're just going to wait for the car to come down and I'll film that coming through. It's just a couple of hundred meters behind. Hello. Here it is. Hi. I'm gonna go get some more.
Đang rất là nóng, nhưng mọi người đã tạo điều kiện dành thời gian để
đại biểu khách quý, thưa toàn thể hôn trưởng thân mến, thời gian mà những vị khách của gia đình nhà trai không có điều kiện để tham gia trong đoàn đám cô dâu thì đã có mặt tại hôn trường rất sớm và đã dành thời gian để chờ đợi. Và đúng giờ đẹp nhất trong ngày vui hôm nay, đoàn đại biểu hai họ cùng với cô dâu và chú rể đã chính thức hiện diện tại không gian đẹp của hôn trường gia đình nhà trai. Hòa cùng với bầu không khí đón khách trọng thị của đoàn đại biểu nhà trai, chúng tôi được nồng nhiệt chào đón các vị đại biểu, chào đón toàn thể các bác anh chị và bà con lối xóm của quê hương đã tạo điều kiện dành thời gian có mặt đông đủ tại hôn trường nhà trai để chung vui dự tiệc trà, chúc mừng và chứng kiến chương trình lễ thành hôn của chú rể Ngô Duy và cô dâu Đỗ Hiên. Được thay lời cho đại gia đình đôi bên xin gửi lời cảm ơn trân trọng. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng bầy nước, bầy sầu và nội dung chính của lễ thành hôn được diễn ra nhân dịp năm mới 2022. Xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Tất cả chúng ta cùng nhau chúc mừng cho ngày lễ thành hôn của chú rể Ngô Duy và cô dâu Đỗ Hiên được diễn ra thành công tốt đẹp. Hôn trường thân mến, ngày vui thì khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước, pha trà mời người chơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho rể dâu vui lòng. Được thay lời gia đình ông bóng to cũng như chú rể và cô dâu, trân trọng mời các vị đại biểu, các bác anh chị cùng xây chầu mời nước và hòa cùng với niềm vui to lớn của cả đôi bên gia đình. Chúng tôi xin được đem đến lời ca, tiếng nhạc để đồng hành bên miếng chầu, chén trà, tình cảm của đại gia đình nhà trai. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chung vui và cùng chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Thank you.
cùng đem đến tại hôn trường của gia đình nhà trai hôm nay. Một lần nữa được kính chuyển lời của gia đình cũng như thay lời cho chú rể Ngô Duy và cô dâu Đỗ Hiên, xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hôn trường chúng ta cùng vui mời nước mời trầu hân hoan hai họ chung câu chúc mừng để chúc mai tổ ấm xe cùng trong năm hạnh phúc không ngừng tốt tươi. Thưa quý vị, cuộc đời mỗi con người sinh ra và lớn lên, ai cũng có rất nhiều ước mơ, ai cũng có rất nhiều hoài bão. Những ước mơ chung của mỗi chúng ta là tìm và lựa chọn được người bạn đời trong năm. Vì tình yêu là một món quà vô cùng kỳ diệu mà chỉ có loài người mới có để dành tặng cho nhau. Sự kỳ diệu của tình yêu đã dẫn trái tim của Ngô Duy và Đỗ Hiên, đôi trai tài gái sắc được sinh ra và lớn lên trên hai quê hương Vụ Bản và Nam Định, lớn lên trong sự yêu thương dạy dỗ của hai bên gia đình. Đến tuổi trưởng thành, trên con đường để đi tìm tình yêu hạnh phúc, Ngô Duy và Đỗ Hiên đã gặp gỡ nhau, quen biết nhau, yêu thương nhau và mong muốn được cùng nhau xây đắp hạnh phúc trăm năm. Cùng với sự vun đắp của đôi bên gia đình, sự nhất trí cao của chính quyền hai địa phương, tình yêu của Ngô Duy và Đỗ Hiên ngày hôm nay đã thực sự chín muồi. Hai bên gia đình đã đồng lựa chọn ngày lành tháng tốt là ngày hôm nay, ngày 14 tháng 1 năm 2022, nhằm vào ngày 12 tháng 12 năm Tân Sửu là ngày đẹp nhất để long trọng tổ chức lễ vu quy, lễ thành hôn cho Ngô Duy và Đỗ Hiên. Về tham dự lễ thành hôn tại gia đình nhà trai, chúng tôi vui mừng trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu đại diện cho đoàn nhà gái, có các vị đại biểu đại diện cho đoàn nhà trai, có sự quan tâm của toàn thể các bác, các anh chị và bà con nơi xóm của hai quê hương. Chúng ta đã có mặt đông đủ để chứng kiến niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ngô Duy và Đỗ Hiên. Và để cảm tạ những tình cảm của toàn thể quý vị, chúng tôi trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng đứng dậy ra mắt, cúi chào cảm tạ những tình cảm của quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Và giờ phút này chúng tôi muốn trình trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Ngô Duy và cô dâu Đỗ Hiên. Xin phép được bắt đầu. Đã thể hiện rõ trên gương mặt rạng ngời trong ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Một lần nữa thay lời cho cô dâu chú rể cũng như cả với bên gia đình, xin trân trọng mời các vị đại biểu, các bác anh chị, chúng ta cùng mời nước, mời trầu, sinh con ra, nuôi con cơm lớn, lớn lên rồi để xây đắp hạnh phúc trong năm cho con. Niềm vui từ tình yêu của Ngô Duy và Đỗ Hiên là niềm vui trọn vẹn của các bậc làm cha, làm mẹ của cả đôi bên gia đình, và mong muốn cho các con được trưởng thành, thành đạt và hạnh phúc trong năm. Và những điều mong muốn của cả đôi bên gia đình ngày hôm nay đã và đang trở thành hiện thực. Và để mở đầu cho chương trình lễ thành hôn tại hôn trường nhà trai, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng trở về sân khấu để cảm nhận niềm vui to lớn đến từ đoàn đại biểu gia đình nhà gái. Xin kính mời một vị đại diện của đoàn nhà gái có lời phát biểu và trao dâu tại hôn trường nhà trai ngày hôm nay. Và chúng ta mở tròn với tay lớn để chào đón vị đại diện của đoàn nhà gái ạ. Quan viên hai họ bốn bên, tôi đại diện cho họ nhà gái của tôi, họ nội và họ ngoại bên nhà gái. Nay là ngày lành tháng tốt, gia đình nội ngoại chúng tôi bên nhà gái dẫn cháu Hiên sang đây làm dâu con họ nhà trai bên này. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt họ nhà trai đối với dòng họ chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi không biết nói hơn, kính chúc các ông các bà và các quan khách gần xa, bạn bè của các cháu mạnh khỏe và hạnh phúc. Trong giờ phút hạnh phúc của hai cháu, chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết kính chúc hai cháu và cùng toàn thể nội ngoại hai bên nhà trai và nhà gái vun trồng cho các cháu được trăm năm hạnh phúc lâu dài. Cuối cùng tôi không biết nói gì hơn, trong giờ phút trao dâu cho nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của nhà trai. Xin cảm ơn. Những chào mừng tay thật lớn của quý vị ạ. Và kính thưa quý vị,
một không khí vui vẻ tại hôn trường gia đình nhà trai với một không gian rất là trang trọng và lộng lẫy. Chúng ta vừa được chào đón vị đại diện của đoàn nhà gái, được lắng nghe đôi lời phát biểu trong ý kiến phát biểu của ông ngày hôm nay. Và trước khi có đôi lời để chia sẻ với niềm vui tại bầu không khí của hôn trường nhà trai thì ông cũng thay lời cho đoàn nhà gái để trân trọng gửi tới đoàn đại biểu nhà trai những lời chào và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhân dịp đầu năm mới 2022. Và kính thưa quý vị, được tham gia trong đoàn Tiến Sâu trở về với gia đình nhà trai, niềm vui của cá nhân ông nói riêng và đoàn đại biểu nhà gái rất vui mừng được dẫn cô dâu Đỗ Hiên trở về làm dâu con của gia đình nhà trai. Và mong muốn lớn nhất của đại gia đình nhà gái là bằng tình yêu thương, sự dìu dắt của gia đình nhà trai để Đỗ Hiên sẽ luôn luôn được hòa nhập với nếp sống của gia đình nhà trai và xứng đáng là dâu hiền, dâu ngoan. Đúng là vầng trăng thì sáng tỏ đôi bên, thông gia hai họ trong soi đôi bành, mối tình của Duy và Hiên đẹp lành, mừng bà con cô bác đến chúc tình cô ta. Sự hiện diện đông đủ của quý vị chúng ta tham dự chương trình và vừa rồi đã được lắng nghe lời phát biểu và trao dâu của vị đại diện gia đình nhà gái. Và chúng ta cũng đổ một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn tiếng nói của đoàn nhà gái ạ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và mời các bác anh chị và bạn tiếp tục mời nước mời trầu. Tân Lai thì đợi mùa xuân ăn lắm nắng trời để Hiên đến với Duy bằng cả cuộc đời, mối tình chung thủy sáng ngời tương lai. Nhà gái đã có lời phát biểu và trao dâu để đáp lại tấm tình của đoàn nhà gái và để chính thức nhận dâu con trong bầu không khí tại hôn trường. Chúng tôi trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho đoàn nhà trai có lời phát biểu đáp từ và nhận dâu trong bầu không khí của lễ thành hôn ngày hôm nay. Chúng ta dành chào một tay để chào đón vị đại diện của đoàn nhà trai ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị. Lời đầu tiên có phép tôi gửi lời chào trân trọng nhất tới mọi người. Và hôm nay là ngày vui của gia đình nhà ông Thô, cũng như anh em chúng tôi, tôi là bác họ của bác cha ruột của cháu Duy, và cũng xin là nhận cháu Hiên về làm dâu con trong gia đình. Thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả đoàn nhà gái cũng như đoàn nhà trai đã đưa cháu Hiên về tại hôn trường để làm lễ vu quy cho các cháu để sống trăm năm hạnh phúc. Một lời được rất cảm ơn và cảm ơn các cụ, các ông, các bà trong lối xóm và trong họ là đã đến bước chút thời gian vàng ngọc để đến dự với buổi lễ thành hôn của gia đình ông Thoa cũng như chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và xin không biết nói gì hơn mà chỉ chúc các cụ là dồi dào sức khỏe và trăm năm hạnh phúc và đẩy lùi cái dịch bệnh Covid này và để chống chọi. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, kính chào các bạn, các công nhân của quý vị. Kính thưa quý vị, bầu không khí tại hôn trường của gia đình nhà trai đã trang trọng vui vẻ và sự trang trọng và vui vẻ đó lại được nhân lên rất nhiều khi chúng ta được chào đón vị đại diện của gia đình nhà trai. Và ông đã hiện diện tại sân khấu ngày hôm nay trong đại hỷ của đôi bên và hạnh phúc trong năm của hai cháu Ngô Duy và Đỗ Hiên. Ông có nhiều điều muốn bày tỏ xong lời cảm ơn chân thành để thay lời cho gia đình ông bà ông Tho cũng như quan viên họ trai cảm ơn các cụ, con, các bà, các bác anh chị, đặc biệt cảm ơn đoàn đại biểu nhà gái đã tạo mọi điều kiện về mọi phương diện để có mặt đông đủ chứng kiến và chúc mừng cho hạnh phúc của chú rể Ngô Duy và cô dâu Đỗ Hiên. Và qua lời đáp từ và nhận dâu để hai bên gia đình chúng ta đã bước sang một mối quan hệ mới, đó là tình thông gia. Để hai nhà keo sơn gắn bó thật đậm đà, thông gia hai nhà đều như một, trăm năm hạnh phúc thật bền lâu. Và cũng để cho Duy và Hiên được như đũa con đôi, chẳng như trước hội ngồi chơi một bình, bên nhau ngày tháng thanh bình. Hiên là cây trúc mang dáng hình dân ca, để Duy là đất rộng bao la cho hai bạn bên nhau trọn đời. Dẫu cho vận đồn sao rời, mối tình chung thủy sáng ngời tương lai. Xin trân trọng cảm ơn tiếng nói của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình và xin gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả mọi người và đặc biệt dành những lời chúc đẹp và ý nghĩa cho hạnh phúc của chú rể Ngô Duy và cô dâu Đỗ Hiên. Cùng chúc mừng tình thông gia của hai nhà, chúng ta đổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Vâng, kính thưa quý vị, lúc này đây thì sự cho phép của các cụ đôi bên gia đình đã trao dâu và nhận dâu và chúng tôi xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng bước lên phía trên của sân khấu. Trong sự chứng kiến của toàn thể quý vị ngày hôm nay, cô dâu và chú rể sẽ chính thức trao kỷ vật cưới cho nhau. Xin được chào đón chú rể và cô dâu.
của Hiên và Hiên đã chính thức là vợ của Ngô Duy. Tất cả chúng ta sẽ cùng tin tưởng nghị lực của tuổi trẻ và sức mạnh của tình yêu. Trong một tương lai không xa, hai bạn sẽ cùng nhau để xây lâu đài hạnh phúc. Và bây giờ cho cô dâu chú rể được đón nhận những món quà tình cảm của quý vị. Và chúng ta lại nổ một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng cho các bạn trẻ ngày hôm nay ạ. Và nũng nịu một người đó, đó là cái điều tuyệt vời của tình yêu. Và tất cả những cung bậc cảm xúc trong yêu thì đã được đến với Đỗ Duy và Ngô Hiên. Và ngày hôm nay ước mơ của họ là được về chung một nhà cũng đã trở thành hiện thực. Trong cuộc sống, trong tình yêu thì màu hồng sẽ rất nhiều, nhưng trong cuộc sống của hôn nhân, của vợ chồng thì chúng ta lại phải tiếp xúc và tiếp cận với rất nhiều các màu sắc khác nữa. Và mong muốn rằng bằng sức mạnh của tình yêu thì hai bạn sẽ luôn luôn tin tưởng, trân trọng và sẽ luôn luôn nắm chặt tay nhau để cùng nhau đi chọn đường đời này, xây nên một gia đình hạnh phúc để đáp lại với công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ đôi bên, đáp lại sự tin yêu của tất cả mọi người. Đó là điều quan trọng nhất mà bố chúng ta nên làm. Và ngày hôm nay điều quan trọng nhất để Ngô Duy và Đỗ Hiên sẽ cùng mà nhớ lấy điều đó để đôi bạn sẽ luôn luôn được hạnh phúc, sẽ là niềm vui cho cả đôi bên gia đình trong tương lai và cũng như trong cuộc sống lâu dài. Và tất cả mọi người chúng ta đã tề tựu trở về nơi đây để chứng kiến giây phút rất ngọt ngào này và để thực hiện được những cái công việc nói thì đơn giản vậy thôi, nhưng mà thực hiện nó là cả một quá trình, cả một cái chặng đường rất là dài, sẽ luôn luôn phải có cái sự ngọt ngào của tình yêu vì nó sẽ là một động lực rất lớn để giúp chúng ta biến những khó khăn trở thành thuận lợi. Và lúc này đây thì ngay công việc cũng là một nghi thức tiếp theo có trong lễ thành hôn của đôi bạn trẻ thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng hướng về phía bên tay phải, đó chính là hương vị ngọt ngào của tình yêu. Xin mời cô dâu chú rể sẽ chung tay để cắt những miếng bánh ngọt ngào, đó chính là hình ảnh để đôi bạn trẻ được chia ngọt sẻ bùi trong tình yêu, trong hạnh phúc và trong cả tương lai của cuộc sống của mình. Và xin mời những ánh mắt của quý vị chúng ta cùng hướng trở về sân khấu để chứng kiến giây phút ngọt ngào đôi bạn trẻ sẽ có nghi thức cắt bánh cưới ạ. Ba tấm bánh tượng trưng cho ba lời thề, một lời thề không dương thì nợ, hai lời thề không vợ thì chồng, ba lời thề bắt cạn biển đông. Thuận vợ thuận chồng biển đông bắt cạn, xin chúc cho tình yêu của Ngô Duy và Đỗ Hiên sẽ ngọt ngào hương vị của bánh cưới. Chúng ta phải chào bố tay lớn để chúc mừng đến quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị và trân trọng mời các bác anh chị cùng mời nước mời chờ và xin mời cô chú rể sẽ di chuyển sang phía bên tay trái nơi có tháp ly biểu tượng vừa đứng cháy, nơi có chai sông băng biểu tượng cho sự nồng nàn của tình yêu đôi lứa. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nhau vui sông băng, sau đó sẽ cùng nhau bước được. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nhau vui sông băng, sau đó sẽ cùng nhau bước được.
đầu tiên đã được cô dâu và chú rể chung tay đã trải xung quanh cây pháp ly trong cuộc chiến của quý vị ngày hôm nay. Và lúc này thì với chai xung quanh thứ hai mang một ý nghĩa rất lớn lao và cao cả, và đây là ly rượu hạnh phúc để cô dâu chú rể được có ly rượu kính dâng các đấng sinh thành và nói lời cảm ơn chân thành trước công lao của cha của mẹ. Và để thực hiện chai xung quanh thứ hai, chúng tôi trân trọng mời trở về sân khấu tứ thân phụ mẫu của chú rể và cô dâu. Xin mời các ông bà cùng lên sân khấu để đón nhận ly rượu hạnh phúc của các con. Xin trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể và bố mẹ của cô dâu, các ông bà sẽ trở về sân khấu. Hôm nay cũng như cảm tạ những tình cảm của các bác anh chị và các bạn, nhưng
điều kiện trang phục ngày cưới thực sự là rất khó đi lại. Cũng mong muốn được sự cảm thông của các vị đại biểu ở trong nhà, các bác anh chị đang có mặt tại hội trường, và chúng ta sẽ biến thứ cho cô dâu và chú rể với vấn đề đó, và mời tất cả mọi người chúng ta cùng chung vui mời nước rơi trầu. Và chúng tôi mong muốn được chào đón những giọng hát của các bác anh chị trở lên sân khấu để cùng nhau chúc mừng cho hạnh phúc của Ngô Duy và Đỗ Hiên. Vâng, xin mời tuổi trẻ của hai quê hương ạ, đó là Ý Yên và Vũ Bản. Chúng ta sẽ cùng đem đến những lời ca tiếng hát để mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và trong thời gian chờ đợi những phần tham gia của quý vị, chúng tôi xin phép có một món quà để mừng cho tình yêu đẹp của Ngô Duy và Đỗ Hiên. Đám cưới đẹp như mơ. Rất nhiều những món quà, những lời chúc tốt đẹp từ các bác anh chị và các bạn.
Tiếp theo chương trình trong buổi lễ thành hôn này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng đứng dậy để đón nhận một món quà rất ý nghĩa đến từ gia đình nhà trai. Đó là món quà của anh trai và chị dâu, gia đình anh trai chị dâu có một món quà để mừng cho các em. Xin mời trở về sân khấu để trao quà. That's his brother. Và kính thưa quý vị, anh em thì như thể tay chân rất đành đường đỡ đần, là khúc ruột trên và khúc ruột dưới. Hôm nay nhìn thấy em trai đã tìm thấy nửa yêu thương của mình để kết thành một hạnh phúc trọn vẹn, thì anh chị có những món quà để mừng cho các em, chúc cho anh em được trong năm hạnh phúc. Và anh chị thì đã có một gia đình và một baby rất là đáng yêu, và hôm nay thì cùng nhau chúc mừng mình những món quà với một giá trị tinh thần rất là lớn. Và trước nay em được hạnh phúc trong năm, và chúng ta đổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng ạ. Vâng, chúc gia đình cảm anh chị em sẽ luôn đoàn kết gắn bó. Sẽ nắng lại một chút, và vợ chồng này sẽ nắng lại một chút. Và chúng tôi xin dành thời gian để gia đình nhà trai sẽ chụp những bức ảnh làm kỷ niệm tại khu vực sân khấu. Vâng ạ, bên cạnh có anh chị và cháu, xin mời bố mẹ. Hai cháu đến đây là đã hoàn thiện trong thời gian làm lễ kết hôn cho hai cháu, được họ nhà trai đón tiếp họ nhà gái chúng tôi rất nồng nhiệt. Cuối cùng chúng tôi không nên nói gì hơn, kính xin rằng năm mới kính chúc toàn thể hội hôn của các cụ và các bậc cao niên mạnh khỏe dồi dào, làm ăn tiến bộ. Xin chân thành cảm ơn. Báo cáo thành quả tốt đẹp của chương trình lễ thành hôn. Và giờ phút này chúng tôi những người làm chương trình xin được trịnh trọng tuyên bố khép lại chương trình lễ thành hôn của chú rể Ngô Duy và cô dâu Đỗ Hiền tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị
vì chương trình tế thành hôn của cô Duy và Đỗ Hiên đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Được thay lời của gia đình Bảo Tho cùng với quan viên họ Trai, trân trọng cảm ơn các cụ, các bác anh chị bên nội, bên ngoài cũng như bà con lưới xóm đã chung tay lo công việc của gia đình diễn thành vừa qua cho đến ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. I'm just like teetering on the edge of a pond, so I've got the cameraman as well. He's just being wary. Bạn là chúng cái cô hiền quý. Cái gì? À, cái này là phong cách à? À rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Các bạn nhìn ra là hai ba này lại mình chuyển nữa này, một hai ba này nó mất rồi. Cậu đã cứ lẩn tránh rồi về ngay đầu tiên được. Rồi sẽ cả để đi thôi. Đâu đứng đâu đứng giữa. Cầm hăng này hăng. Rồi ok. Rồi đây ơi, cả được chín đi rồi, kề lên. Rồi cả nhà như thế này. 2 3 này lại trong kiểu nữa này. 1 2 3 này rồi ok được rồi. Sáng ô in vào chúng nó kiểu hạng lắm. Cháu bàn. Getting pushed into the line. À mi. Mi là pick bên kia kìa. Lo sang khác từ. Đấy lâu lắm không biết mi đâu rồi. Rồi đây, cả nhà nhìn đây cả nhà ơi. Rồi 1 2 3 này lại đang chuyển nữa này. 2 3 này rồi ok mà. Thằng này bước sinh rồi. Đã ra con mình. Đây đây. Dương mừng đâu rồi anh? Đi ra đi chụp ảnh đi tìm lại. Anh chụp không? Chụp không? Không. Cú chụp ảnh đau lắm. Đau lắm. Đấy, cái gì cái khoản cơm với cô ấy mà toàn ăn uống mất lòng ai đâu mà. Làm váy luôn. Bóng đâu? Bóng đâu? Bóng đâu cho bóng với. Rồi hai con chó đây, hai ba là con này con thương của dâu cái. Cười lên xong ơi. Rồi giữ quyền, giữ quyền. Rồi hai lại được kiểu thứ hai, lại 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 lại
anh đây cũng chú rể ở ngoài, chú rể đang xem cái này hai rồi, ok. Cho chị chụp mic về đây, chị chụp mic cô kiểu nữa còn chị á, qua chụp rồi làm kiểu nữa. Ôi cứ về không nhở, anh nhìn lại dọn dẹp dọn dẹp về. Yến ơi, em cỗ đây à? Có về không? Em không về đâu. Yến đang đợi chị gọi sao? Yến đang đợi chị gọi về. Hả? Em ở đây rồi. Về nhá. Yến đang đợi chị gọi về đây. Về đi. Em bạn ơi, em bạn. Ok, ok. Rồi. Ok. Ok. Xong rồi, xong rồi. Không phải, không phải. Không có gì à? Ôi, không phải. Vào đây, vào đây. Bắt ra để mới bắn. Hơi ác đấy. Anh ra nào. Kid nearly went in the phone. Cho em vào, cho em vào. Không phải à? Có mấy bước chân để... Ôi, cỗ dọn ra rồi. Ôi, trẻ ăn cái gì đó. Nhanh về cô em ơi. Anh về đi. Anh về hát cô ấy nữa. Đưa xe. Đưa nó xe. Anh về đi. Đừng lùi lại. Đừng lùi lại riêng mình. Đâu rồi, đâu rồi. Đấy, biết con nó đây làm gì nữa. Trả hoa cho cô dâu đi em ơi. Rồi. Đừng, đừng, đừng. Cái bên mình tí nào. Rồi ok. Rồi các bạn nhìn đây này, 2 3 này lại cho mình kiểu nữa này, 2. Được được được. Đây đây nhìn đây. Rồi nhìn đây, nhìn đây này. Có ai chúng nhau thế nào? Rồi. Rồi thứ ơi cười thứ 2 3 này rồi ok. Có bốn đây chứ ạ? À, và lắm. Rồi con, bê ra đây cho họ chụp ảnh. Con gái ấy, ảnh phòng đấy nhá, cười từ sự cười xinh nhá. Nhá nhiều xung chuẩn ở đây. Ôi giời ơi. Ôi, hôm nay là chào mừng nhá. Con trai trong khẩu trang hóa nhá. Cái gì nhỉ? Vui. Ôi, vui 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 nào các con ơi, chú nhỏ thế nào? Rồi cả nhà nhìn đây, cả nhà ơi, 1 2 3 có ai hơi nghiêng đầu rồi, có ai
Bình cười nhé Đăng nha. Đấy, đấy, rồi, cả nhà nhìn đây, cả nhà ơi. 1, 2, 3 là lại kiểu nữa này. 2, 3 một kiểu nữa này. Chị ơi, thấp thấp càng xuống cho em nhé. Rồi, chị ơi, thấp càng xuống. Rồi, cả nhà nhìn đây. 2, 3, một kiểu nữa. 2, 3, rồi ok ạ. Okay guys, let me spin the camera around. Hey, cameraman. Hey. That's pretty much it really for the main wedding. I mean, there'll be beers and rice wine and food, no doubt soon. This is, they haven't eaten in 2 hours, so it's got to be a chance to do. This guy keeps wanting me to drink white rice wine in one. Champagne, champagne, one zero. Hello, hello, hello. Hope. Okay. This is Hope. Lục. Hello, hello. Yeah. Tàu là lục. Vâng. Làm là Hope. 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 So, there's a singer. Go. Oh. Very good, very good. That's all. Sometimes you get singers that just they sound like karaoke singers. But this one sounds really good, so I'm going to get another shot of the bride and groom. I have to click the camera to... We're gonna fall in the pond. Hey. Hot girl. Hot girl. You can't say that. Come noi. Cui doi. So they're just packing up over there now, so all tables and chairs are going away. I might not get another meal out of it. Okay, so I'll stop the stream now, guys. But for those of you who watched all the way through, brilliant. If you didn't, don't worry. It's quite a long one. It's nearly 2 hours, so I'll finish for now. And I'll see you in the next video. Hopefully there's more to come soon. I'm going to try and mix it up a little bit for the channel. So I'll see you again soon. Cheers, guys.